đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Con nay trở về vùng đất tái sinh. Con nay trở về. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ năm mùa chay. Chủ nhật tới, Chủ nhật lễ lá, chúng ta bước vào tuần thánh. Và đỉnh cao đó là tam nhật vượt qua, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Và rồi chúng ta mừng lễ phục sinh. Trong những ngày cuối cùng của mùa chay này, chúng ta xin Chúa Thánh Thần, chúng ta xin ơn của Chúa để cho chúng ta ý thức về đời sống của mình, để chúng ta cùng sống lại với Chúa Giêsu mỗi ngày, để chúng ta đổi mới cuộc đời của mình. Vì như giống như con sâu trở thành con bướm, đó chính là ý nghĩa của phụng vụ lời Chúa hôm nay. Bởi lẽ Chúa Giêsu du hành vào cái chết, và nhất là vào cái chết của Lazaro, để mà làm cho ông được sống lại, thì xin Chúa Giêsu cũng cho cuộc đời của mỗi người chúng ta được sống lại, được tươi mới hơn, được thánh thiện hơn và được tốt đẹp hơn, và đó là phục sinh. Vậy chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để tất cả chúng ta đạt được những ý nguyện của mình. Chúng ta dâng thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin ơn bình an, cầu như ý, cầu nguyện cho các linh hồn Marta, Giuse, Maria, Daming, Anna, Francisco, Xavier, Pedro, Micael, Cosma, Tomaso, Maria, dỗ 3 năm. Cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, tiên nhân, thai nhi và các linh hồn. Cầu nguyện dỗ cho linh hồn Maria 100 ngày và cầu nguyện dỗ cho linh hồn Maria. Để xứng đáng cử hành thánh lễ chiều nay, chúng ta cùng thành tâm thống hối. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã trên treo trên thập giá để thứ tha tội lụy chúng con. Xin Chúa lòng thương xót, xin Chúa lòng thương xót. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại lên trời đưa nhân loại về thiên quốc. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-kiên. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: Hỡi dân ta, này chính ta mở huyệt cho các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa khi ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt. Hỡi dân ta, ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta đã phán là ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài lắng nghe, xin lắng tai thầm nhận bao lời con tha thiết nguyện cầu. Vì Chúa một niềm từ ai ơn cứu. Ngài mà chấp bao nhiêu sai phạm, lạy Chúa, ai người sẽ mong con đứng yên. Nhưng Chúa thương khoan hồng, nên đoàn con luôn kính sợ Ngài. Lòng thành khẩn con trông mong Ngài, lạy Chúa, nơi lời Chúa con hằng vững tin. Như lính canh mọi mòn mong hừng đông con ngóng trông Ngài. Cậy vào Chúa Israel nào, vì Chúa ban rộng rãi ơn giải thoát ta, luôn xót thương trọn niềm cho thân dân xa thoát tội tình. Bài chiết thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô.
Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em sự sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Đó là lời Chúa. Khi ấy, hai cô Martha và Maria cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh." Đức Giêsu quý mến cô Martha cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê." Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chỉ sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: "Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy." Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi."
Cô Marta là chị người chết liền nói: Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được 4 ngày. Đức Giê-xu bảo: Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-xu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Phần con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng: Anh Lazaro, hãy ra khỏi mồ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-xu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giê-xu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong Chúa Nhật hôm nay có bài tin mừng dài và bài tin mừng ngắn. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng ngắn, nhưng nội dung của hai câu chuyện thì đều là Chúa Giê-xu làm cho Lazaro sống lại. Còn bài tin mừng dài cho chúng ta thấy được bối cảnh của câu chuyện hôm nay. Bối cảnh thứ nhất đó là các môn đệ lo cho sự an nguy của Chúa Giê-xu, lo cho tính mạng của Chúa Giê-xu đang bị đe dọa. Thế nên các thánh tông đồ mới can ngăn Chúa Giê-xu đừng trở về Giu-đê, bởi vì người ta đang tìm cách giết Chúa Giê-xu. Và rồi Chúa Giê-xu vẫn cứ cương quyết mà lên đường. Bối cảnh thứ hai là cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và cô Marta. Và trong cuộc đối thoại này chúng ta thấy có được một câu chính yếu. Đó là Chúa Giê-xu nói: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Thế nên ta thấy rằng trong hai bối cảnh này để chúng ta xác tín một điều rằng Đức Giê-xu quyết chí lên Jerusalem. Và một cách nói khác là Chúa Giê-xu đang làm một cuộc du hành vào cái chết. Trước tiên, cái chết của Lazaro ở đây mà bản tin mừng cho chúng ta thấy rõ. Chúa Giê-xu làm dấu lạ cho Lazaro sống lại để mà tỏ vinh quang của Thiên Chúa ra. Và mục tiêu thứ hai là để cho nhiều người tin rằng Đức Giê-xu là đấng mà được Thiên Chúa Cha sai đến. Thế nên rõ ràng Lazaro có sống lại thật, nhưng mà rồi ông sẽ phải chết. Còn Đức Giê-xu khi du hành vào cái chết của chính người thì người chiến thắng cái chết và người phục sinh và sống mãi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để suy niệm về lời của Chúa Giê-xu nói: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Và ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Trước tiên, câu này về cái chết không chỉ hiểu theo một nghĩa là cái chết thể lý. Con người ta một khi về mặt thể lý đã chết thì không còn thở nữa, không còn hoạt động nữa, rồi con người ta chết và rồi bình thường được đem đi chôn cất. Nhưng nếu chúng ta đi xa hơn một chút thì chúng ta có thể thấy được rằng ở đây Chúa Giê-xu cũng có ý để nói về cái chết tâm linh và cái chết trong mối tương giao. Khi chúng ta nói về cái chết tâm linh thì khi con người ta sơ cứng, con người ta kiệt quệ, con người ta tội lỗi trong đời sống tâm linh của mình thì xem ra như là đã chết rồi. Và lúc đó sự ác, sự dữ như là những điều mà sẽ hủy diệt và tàn phá con người đó.
xem ra không có đường quay đầu trở lại. Chính lúc đó Đức Giêsu đến để mà đẩy hang đá ra, đẩy phiến đá ra ngăn chặn cái mồ, để làm khơi lên một niềm hy vọng, để làm sống lại một niềm tin, và để cho con người ta được sống và sống dồi dào. Thế nên đúng là ai tin vào tôi sẽ không bao giờ phải chết. Chúng ta sống được trong đời sống tâm linh một cách dồi dào, một cách tốt đẹp, một cách mạnh mẽ nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, nhờ tin vào quyền năng và tình yêu của Người đang hoạt động trong đời sống của chúng ta, nhờ tin vào Thiên Chúa đang hoạt động ở trong thế giới hôm nay. Và cái chết tâm linh của con người đó rồi cũng sẽ qua đi, rồi cũng sẽ bị gọi là Thiên Chúa chiến thắng. Rồi cái chết mà chúng ta gọi là trong những mối tương giao với anh chị em mình, khi con người ta nhìn người khác chỉ như là một đồ vật, khi con người ta cắt đứt mối tương giao thân tình với anh chị em mình, trong đó len lỏi là sự hận thù, là sự ghen tức, là sự ích kỷ, và nhất là biết bao nhiêu những điều tệ hại khác trong cuộc sống, nó sẽ làm gãy đổ những mối tương giao của con người với nhau. Và một khi con người ta không còn nhìn nhận anh chị em mình với một con mắt thiện cảm, với những tư tưởng tích cực, thì rồi ra con người ta cũng sẽ bị chết trong mối tương giao với anh chị em mình. Thế nên ai đó đã nói với chúng ta rằng, ngày nào ở trên trần gian này mà vẫn còn có những dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt của người mẹ khóc thương con mình vì biết bao những lầm lỗi của đứa con mà mình đã sinh ra, một đứa con đang đi vào cái chết tâm linh, đang xa rời Thiên Chúa và xa rời anh chị em mình. Ngày nào mà con người ta còn súng đạn, còn giết chóc, còn hận thù và còn biết bao nhiêu những điều tệ hại gây ra cho nhau, và ngày nào mà con người ta chưa nhìn nhận quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này, thì ngày đó cái chết vẫn cứ diễn ra, không phải chỉ là cái chết của thể lý mà là cái chết của tâm linh và cái chết của những mối tương giao. Còn khi Chúa Giêsu phải đối diện với cái chết của Lazaro ở đây, người đã làm cho ông sống lại bằng lời gọi Lazaro lớn tiếng: "Anh Lazaro, hãy ra khỏi mồ." Nếu ta khái quát hóa để ta nhìn nhận rằng lời của Chúa Giêsu không phải chỉ để phục sinh cho Lazaro thôi, mà cũng có thể là lời của Chúa Giêsu nói với tất cả mỗi người chúng ta: anh chị em hãy ra khỏi mồ. Bởi vì cái mồ là nơi tăm tối, cái mồ là nơi giam giữ con người. Con người ta không có tự do để làm con cái Thiên Chúa, bởi vì cái mồ là nơi hận thù, ghen ghét, ích kỷ, ghen tương, tội ác và biết bao những điều tệ hại khác. Thế nên lời Chúa được khái quát hóa để mời gọi chúng ta bước ra khỏi cái nấm mồ khô cứng và lạnh cống đó. Để mà sao vậy? Để mà hiên ngang trở thành những người con cái Thiên Chúa, để mà hiên ngang sống lại với Chúa Giêsu mỗi ngày. Ai đó đã nói với chúng ta rằng, khi chúng ta đi vào trong giấc ngủ mỗi đêm là chúng ta đã chết một thời gian vắn. Tất nhiên lúc đó thì ý thức không làm việc, nhưng mà vô thức và tiềm thức thì vẫn cứ đang hoạt động, và máu thì vẫn cứ luân chuyển trong cơ thể của chúng ta, tim thì vẫn cứ đập, và xem ra cũng giống như một người gọi là đang sống nhưng mà nằm đó. Một cái chết ngắn, một cái chết mà có thể nói, có thể hình dung, có thể là biểu tượng cho một cái chết về sau này của tương lai mãi mãi. Và rồi mỗi sáng khi chúng ta thức dậy,
là ánh bình minh đánh thức chúng ta, để cho chúng ta nhận thấy rằng ánh sáng đây không chỉ là ánh sáng của mặt trời, mà là ánh sáng của sự phục sinh của Chúa Giêsu đang chiếu soi chúng ta. Đó là ánh sáng của niềm vui, của bình an, của hạnh phúc. Đó là ánh sáng của tình yêu thương mà con người ta trao cho nhau. Thế nên quả thật, qua một đêm chúng ta ngủ, sáng hôm sau thức dậy, chúng ta được hồi phục, chúng ta được gọi là tươi mới hơn, chúng ta được khỏe mạnh hơn, và nhất là chúng ta được ánh sáng của Thiên Chúa soi rẫn. Trong những ngày cuối cùng của mùa chay thánh này, chúng ta đang dần tiến đến Tam Nhật vượt qua, tiến đến lễ phục sinh, thì chúng ta lại càng phải suy niệm để làm thế nào cùng với Chúa Giêsu ra khỏi nấm mồ của bản thân mình, ra khỏi nấm mồ của biết bao nhiêu những điều tệ hại, những điều ác, những điều dữ trong cuộc đời của mình, và thoát được cái chết tâm linh cũng như là những cái chết trong mối tương giao với anh chị em mình, và sống lại với Chúa Giêsu mỗi ngày, giống như con sâu trở thành con bướm. Có thể quá khứ là xấu lắm, có thể quá khứ là tội lỗi, có thể là quá khứ là những điều mà chúng ta chẳng mong muốn, chẳng hy vọng, chẳng muốn nhắc lại. Nhưng một khi đã được sống lại với Chúa Giêsu thì rực rỡ như con bướm, và đời sống của chúng ta trở nên đẹp hơn, tốt hơn và thánh thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả đời sống của tất cả quý ông bà anh chị em, để chúng ta biết rằng chúng ta đang cùng với Chúa Giêsu sống lại mỗi ngày và ra khỏi nấm mồ của mình, để mà có được niềm vui, bình an và hạnh phúc. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người thì sẽ không phải chết bao giờ. Tin tưởng vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Đức Kitô đã hiến mình trên thập giá, lấy máu cùng nước từ cặn sườn mà thanh tẩy và thánh hóa giáo hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giáo hội không ngừng canh tân và mãi tinh tuyền nhờ lòng thông hối ăn năn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chết chóc gây ra biết bao cảnh chia ly, làm tan nát cõi lòng, đem đến vô vàn đau khổ cho những người còn đang sống. Lắm lúc còn làm cho đức tin của người Kitô hữu bị lung lay dữ dội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang gặp tang tóc buồn phiền, biết luôn vững tin vào tình thương bao la và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đối với người Kitô hữu, chết không phải là hết, mà là bước sang một thế giới khác. Và cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận ngày mai của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời sau bằng một nếp sống thâm đượm tình bác ai yêu thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vui với người vui và khóc cùng người khóc phải là những việc làm thường xuyên của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết cố gắng sống theo lời dạy của Thánh Phaolô tông đồ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Chúa mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài, vì này bao ân phúc Ngài ban cho. Xin nâng chén cứu độ tan dương Ngài, danh Ngài cao sang trên trần thế. Mãi mãi muôn đời đến muôn đời, tình Ngài thương lai lát.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và biểu vinh cho chúng ta cùng toàn thể mọi người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây xin cũng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đáo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Là người thật Đức Kitô đã không Lazaro bạn hữu người, là Thiên Chúa hằng sông, người đã truyền cho Lazaro sông lại ra khỏi mộ. Ngày nay cũng vì thương xót nhân loại, người đã đưa chúng con vào đời sông mới nhờ các bí tích nhiệm màu. Nhờ người đao binh ca thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhan Cha, thờ lạy Cha uy linh cao cả, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Phaolô, Đức Cha phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban bình an, sức khỏe cho tất cả anh chị em chúng con, cho các ân nhân và thân nhân của chúng con, để chúng con sống và sống dồi dào như Chúa muốn. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn chúng con có ý cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sống, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được hưởng hàng ngày, và tha nợ chúng con Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, đấng xóa tội trần gian.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con đây như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, xin con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hay nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, xin con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời, vì Ngài là niềm vinh phú, là trên diệu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên tràn chứa tim hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, xin con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phải tàn. Một ngày vòng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin nâng đỡ hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thắm hồng. Lạy Chúa con, xin con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một đời lần trong đêm tối, một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn.
rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trong cây ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và máu thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng con xin giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Công Tuấn thuộc dòng tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn. Hôm nay đến đây có đôi điều cùng với quý anh chị em. Xin anh chị em cho một tràng pháo tay chào đón cha. Vâng, con xin mời quý ông bà anh chị em an tọa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mục đích của tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn chúng con là phục vụ người nghèo, đặc biệt những người ở vùng sâu, vùng xa và các em đồng bào dân tộc. Hiện giờ chúng con có 4 cha đang phục vụ trên giáo phận Hưng Hóa miền Tây Bắc, với sống với người Hờ Mông, có những nơi lên rất là hiểm trở và cũng có những giáo điểm chưa có điện. Bên cạnh đó chúng con có 2 anh em phục vụ tại giáo phận Hà Nội, khu Hòa Bình với người Mường. Rồi chúng con cũng có 2-3 giáo xứ ở Đà Lạt phục vụ cho người Cờ Ho và Chu Ru. Cơ sở của học viện chúng con đã xuống cấp bởi vì hiện có từ năm 1975 sau biến cố 75, năm 1955 sau biến cố 75 thì quý cha vừa sai người Pháp và người Tây Ban Nha về. Lúc đó thì chúng con không có cơ hội để tiếp xúc với các cha bên ngoại quốc, mà đến năm 1990 mới nhận anh em chúng con trở lại. Và cách đây 3 năm thì cha bên trên giám tỉnh giao phó cho chúng con xây cơ sở, những phòng ốc để quý thầy có cơ sở để học tập. Và từ năm 2010 đến nay thì mỗi năm có 40-50 em xin vô tu hội chúng con, nhưng vì cơ sở thiếu thốn chúng con không có nhận hết được. Chính vì thế cách đây 3 năm chúng con đã bắt đầu xây dựng và công trình hầu như cũng đã hoàn tất. Dự toán công trình là 30 đồng thì cha bề trên giám tỉnh cho chúng con có 1 đồng, còn lại số còn lại 4 anh em linh mục chúng con và quý thầy cũng đi nơi này nơi khác để gõ cửa lòng bác ái của quý ông bà anh chị em. Tạ ơn Chúa, sau 3 năm thì công trình cũng đã gần như hoàn tất, nhưng chúng con còn một số công nợ. Vì thế ngày hôm nay được phép của cha chánh xứ, anh em chúng con về đây để ăn mày lòng thương xót của quý ông bà anh chị em. Con nhớ lại lời sát tiên tri Isaiah: cắt ăn chay mà ra về yêu thích, đó là trả tự do cho người bị áp bức và bố thí cho người nghèo khó. Chúng con cũng là những người nghèo cách nào đó. Vì thế chúng con trước tiên là xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho chúng con, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi phục vụ người nghèo theo như linh đạo của cha Thánh Vinh Sơn. Tiếp đến là xin quý ông bà anh chị em góp phần của mình trong cánh đồng truyền giáo một cách cụ thể, đó là góp cho chúng con những viên gạch viên cát để chúng con chu toàn bổn phận mà bề trên giao phó. Chắc chắn sự đóng góp của quý ông bà anh chị em Thiên Chúa biết và trả công cho quý bà anh chị em phần chúng con. Chúng con cố gắng mỗi ngày trong đời sống để sống xứng đáng với những gì mà quý ông bà anh chị em thương chúng con. Rồi trong kinh nguyện, trong thánh lễ hàng ngày, mỗi tháng chúng con dâng thánh lễ để cầu nguyện cho quý vị còn sống cũng đã qua đời. Xin quý ông bà anh chị em thương giúp đỡ chúng con và ủng hộ chúng con bằng cách ghi tên vào danh sách qua vi bằng ân nhân. Mỗi vi bằng chúng con xin quý ông bà anh chị em giúp chúng con 1 triệu, và cuối nhà thờ thì quý thầy sẽ ghi tên. Và tuần sau nữa thì chúng con sẽ gửi những vi bằng ân nhân đến quý ông bà anh chị em. Con xin cảm ơn quý ông bà anh chị em.
Xin mời anh chị em đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.